xin chào cả nhà. Như cả nhà đã biết, Hiền là CEO của công ty cũng như là hot TikToker. Lượt follow của Hiền lên hơn 1,5 triệu rồi nha cả nhà. Và cũng may mắn là Hiền biết đến thử thách kịch bản triệu view của Lê Chí Linh. Từ ngày Hiền xây TikTok á, là sự nghiệp của Hiền đã phát triển lên rất là nhiều. Khách hàng tự tìm đến Hiền và đối tác cũng tin tưởng hơn. Ngoài ra Hiền còn được fan yêu thương rất là nhiều. Thật sự luôn, sau một ngày làm việc mệt mỏi, có fan hỏi thăm yêu thương thật sự rất là ấm lòng luôn cả nhà. Cả nhà có biết không, ngày đầu tiên Hiền xây TikTok á, Hiền rất là ngại nhìn trước ống kính, rất là lo sợ, không biết là mình có quay được không, mình có làm lên được cái gì hay không. Nhưng mà nhờ anh Linh chịu giận và nhờ thử thách kịch bản triệu view của anh Linh, và Hiền tự tin hơn trong việc mà làm video, truyền tải được nhiều thông điệp đến cho tất cả mọi người. Và cũng nhờ là xây nhân hiệu trên TikTok mà khách hàng tự tìm đến mình và không tốn nhiều chi phí chạy quảng cáo. Như trước là Hiền phải tốn rất là nhiều tiền chạy quảng cáo, nhưng hiện tại bây giờ là khách hàng tự tìm đến, đối tác tin tưởng hơn. Đặc biệt hơn nữa là tự tin hơn trong cuộc sống và có những thước phim mà mình cảm thấy rất là vui, rất là yêu những thước phim của mình làm ra. Nếu như ai còn vân vân là không biết mình có quay được hay không, có làm được video hay không, hay là có thắc mắc là mình có nên tham gia thử thách kịch bản triệu view ấy, thì đừng chần chờ gì nữa, hãy đăng ký nha mọi người. Đăng ký với anh Lê Chí Linh nha mọi người ơi. Và thật sự luôn là thử thách kịch bản triệu view của anh Linh á, đã giúp rất là nhiều người thay đổi được cuộc sống cũng như cách nhìn vào xã hội này tốt đẹp hơn. Nên là mọi người đừng do dự, hãy tạo cho mình những cái cuộc sống cho riêng mình, những thước phim cho riêng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.